đang có mặt tại nhà vườn hoa kiển lộc trời tọa lạc tại 895 đường Tăng Kỳ Tăng Quý, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Hôm nay mình sẽ quay và giới thiệu với mọi người về cây lưỡi hổ thái. Cây lưỡi hổ thái là một trong những loại cây cảnh được trồng phổ biến ở hiện nay. Cây lưỡi hổ thái không chỉ có hình dáng đẹp, màu sắc bắt mắt mà còn có ý nghĩa về mặt phong thủy, tâm linh. Những cây lưỡi hổ thái to có thể đặt ở trước thềm nhà, ban công hay cạnh cửa. Những chậu cây lưỡi hổ thái bé thích hợp đặt trên bàn học, bàn làm việc hay kệ cửa sổ. Cây lưỡi hổ thái thường đặt ở sảnh tòa nhà, trong văn phòng, cơ quan với tác dụng cải thiện không gian và môi trường làm việc của mọi người. Nếu bạn muốn trồng một cây cảnh đặt ở nơi làm việc hay thay đổi không gian gia đình thì cây lưỡi hổ thái rất thích hợp. Cây lưỡi hổ thái mang ý nghĩa cao sang, giúp mang lại sự may mắn, tài lộc, phát đạt trong công danh, trong sự nghiệp cho gia đình. Cây lưỡi hổ thái giống như một con dao sắc, giúp bảo vệ gia đình khỏi những điều xấu xa. Nếu quý anh chị có nhu cầu thì liên hệ số hotline bên dưới. Chúng tôi sẽ có đội ngũ nhân viên để gọi lại tư vấn cho anh chị. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và theo dõi kênh. Chúc quý anh chị một ngày tốt lành và giữ gìn sức khỏe thật tốt trong mùa dịch này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.